Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục tử vi và cuộc sống của trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web, xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 của người tuổi Canh Thân 1980 nam mạng để biết năm Nhâm Dần bản mệnh phạm sao gì và cách hóa giải vận hạn. Trong quan niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ, hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao. Cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần, bao gồm, sao cát tinh gồm, sao thái dương, nhật diệu, sao thái âm, nguyệt diệu, sao mộc đức, mộc diệu, sao trung tinh gồm, sao thủy đức, thủy diệu, sao thổ tú, thổ diệu, sao vân hán, vân hớn, hỏa diệu, sao hung tinh gồm, sao thái bạch, kim diệu, sao la hầu, sao kế đô, và 9 sao chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là, hạn huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng và hạn diêm vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân năm đó sẽ gặp được thuận lợi hoặc trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hay xấu của một người trong năm, nếu gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi chèo mát mái, nếu sao chiếu mệnh xấu, sao hạn xấu thì người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Vậy, trong năm 2022 người tuổi Canh Thân 1980 nam mạng gặp sao nào chiếu mệnh và gặp vận hạn gì? Nam và nữ sinh năm 1980 tuổi Canh Thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là thực quả chi hầu, tức khỉ ăn quả, mệnh mộc thạch lựu mộc. Nghĩa là gỗ cây lựu, tuổi Canh Thân 1980 nam mạng trong năm 2022 là 43 tuổi bị sao kế đô chiếu mạng, hạn địa võng và vận niên dương hồi ngàn. Một, sao kế đô tốt hay xấu? Sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ, sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn. Thương tật bất ngờ, nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông, nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại, nữ giới cực kỵ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại. Giữ sẽ hóa lành, bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thai nhi trong bụng, kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát, thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. 2. Hạn địa võng tốt hay xấu, gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già đa đoan. Viết về sao địa võng và hạn này, có câu thơ như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu khi gặp hạn địa võng. Các bạn cần kiêng kỵ điều giữ, làm theo điều lành, như là, về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời, khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy với có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngay lý gian, thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ. Hoặc nếu đây là công việc bắt buộc, thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian, khiến cho tiền bạc bay mất, mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. 3. Vận niên dương hồi ngàn tốt hay xấu? Dương hồi ngàn là dê được về núi rừng thỏa chí tang bồng, hoa quả nhiều khắp nơi.
cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà, tha hồ thưởng thức. Trong năm nay đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm này bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong đình như thêm người, thêm của. Trong năm bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì đường công danh sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra bạn cũng cần lưu ý khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.